Ê, nhìn kìa, Ôi. nhìn kìa, nhìn kìa. Hả này mua được á. Cô ơi, cô có sao không cô? Đây nè cô. Chị Minh Anh đi. Chảy nhiều máu quá rồi nè. Bình tĩnh, hít thở vào đi. Cô ơi, tính sao không lớn thì lớn lên. Không biết chuyện sao trời ơi. Bác sĩ, tình hình của chị tôi sao rồi bác sĩ? Chị cô sẽ sớm khỏe lại. Đã được đưa xuống phòng hồi sức. Chừng 10 phút nữa người thân sẽ được vào thăm. Mời cô theo tôi có vài việc cần trao đổi. Chị của tôi gặp vấn đề gì vậy bác sĩ? Tôi rất tiếc là không cứu được đứa bé. Thêm nữa, chị của cô khó có thể mang thai được nữa. Cảm ơn bác sĩ đã cho tôi biết điều này. Nhưng xin bác sĩ đừng để cho chị tôi biết tôi đã rõ hết những điều này. Tôi không muốn chị của tôi mặc cảm. Chị ấy cần thời gian chấp nhận sự thật để có thể tự mình nói ra. Xin bác sĩ hãy giúp tôi. Được rồi, cô thật là tốt với chị của mình. Tôi sẽ xem như cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay chưa hề xảy ra. Cảm ơn bác. Tại sao tôi không thể mang thai được nữa vậy bác sĩ? Cô từng sảy thai đúng không? Thêm cái lần té ngã này nữa, cho nên là cô sẽ không thể mang thai được nữa đâu. Mình không thể để chuyện này lọt ra ngoài được. Không một ai được biết chuyện này.